Chào mừng các bạn đang đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của tụi mình. Xin chào! Ở kỷ nguyên mà con người bắt đầu sống với công nghệ, với những đỉnh cao của cái gọi là trí tuệ nhân tạo, tư duy của con người cũng sẽ phải thay đổi. Thế giới bóng đá cũng vậy. Những cầu thủ không chỉ đầy sức mạnh, cơ bắp, mà họ còn học cách sử dụng cả mưu trí nữa. Đó là trận đấu mà Liverpool đã thắng Manchester United với tỷ số 3-1. Sadio Mane đã ngăn đối thủ vượt lên dẫn trước khi đẩy Romelu Lukaku vào thế việt vị sau quả đá phạt trực tiếp của Ashley Young. Bạn có thể áp dụng cách này trong một số trò chơi, nhưng tôi không chắc là sau đó bạn có bị đánh hội đồng hay không thôi. Khi đội bóng bị dẫn trước 2 điểm và thời gian thi đấu chỉ còn 8 giây, huấn luyện viên của đội bóng rổ này đã tự chế ra sự cố để thêm chút thời gian chờ. Không may, camera đã ghi được khoảnh khắc này và cái giá phải trả là khoản phạt 50.000 đô la của NBA. Trong tennis cũng có những pha đấu trí khá thú vị và sợ nhất là khi bạn bị đối thủ điều khiển nhịp điệu trận đấu. Hậu vệ Wolfsburg Paulo Otavio đã phải nhận thẻ đỏ sau một trong những pha phạm lỗi thô bạo nhất ở trận đấu với Hoffenheim. Không biết một chiếc thẻ đỏ để ngăn bàn thắng ở phút bù giờ có tính là thông minh không khi mà đội nhà đã bị dẫn trước 2-1. Với pha xử lý nhanh tay này, anh ấy đã ngăn cản được đối thủ ghi điểm khi bóng chưa kịp vào rổ. Ở mùa giải 1989-1990, Gary Crosby đã ghi bàn cho Nottingham Forest khi anh đánh đầu cướp bóng trên tay thủ thành của Man City. Bàn thắng đó đã được trọng tài công nhận. Hiển nhiên, với luật hiện hành của FIFA bây giờ thì điều đó là không thể. Giả bộ để tung hỏa mù và pha xử lý của tay vợt này đã khiến cho người đồng nghiệp không kịp xử lý. Khi đồng đội bị kèm quá chặt thì ném bóng vào người đối thủ là cách duy nhất mà anh ấy có thể nghĩ ra. Tiền đạo Ings đã đưa đội nhà vượt lên dẫn trước Arsenal khi Southampton bắt được một quả đá phạt nhanh và họ đã không chần chừ chờ một giây nào để làm điều đó. Để có được bàn thắng, các cầu thủ luôn tận dụng cơ hội khi đối phương sơ hở và đó là cái cách mà họ đã lanh mưu để ghi bàn trong pha đá phạt hàng rào này. Thường nói nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt mỏi. Còn trong thể thao thì chỉ cần đồng đội ăn ý, ghi điểm cũng thoải mái như vậy thôi. Kèm người trong bóng đá cũng là cả một nghệ thuật. Nếu như ở trong vòng cấm thì nó cũng có thể xem là một cuộc chiến giữa tìm và tránh phạt đền. Đánh bóng như thế này thì chắc đối thủ cũng chỉ biết sững sờ vì từ bé đến giờ anh ấy chưa thấy ai chơi như vậy cả. Trung vệ Chiellini đã thể hiện sự da rơ của mình ở kỳ chung kết Euro với một tình huống ngăn cản tốc độ từ tuyển Anh. Cứ cho là Chiellini tùy ý, nhưng anh ta biết không có lựa chọn nào khác ngoài việc kéo ngã Saka. Trước đây thì các cầu thủ thường sử dụng nhiều mánh khóe khi mà sút penalty. Một trong số đó là kiểu Paradinha. Sau này thì Neymar và nhiều cầu thủ không được phép sút penalty kiểu Paradinha nữa khi mà nó bị đánh giá là phi thể thao, dễ gây tổn thương cho thủ môn đối phương. Bất cứ cầu thủ nào giành được bóng trên sân thì phải thực hiện ném rổ trong vòng 24 giây. Quá thời gian này, cầu thủ bị cho là phạm luật. Và cầu thủ này thì không có ý định nhặt bóng mà cố nghĩ thêm một chút trước khi đối thủ buộc anh phải làm điều này. Bất kể cơ hội ghi bàn nào cũng không được từ bỏ giống như cầu thủ này, vì biết đâu sau đó nó sẽ được xem là hợp lệ.
Để tăng thêm bằng chứng thuyết phục trọng tài, tiền đạo Walid Azaro đã tự xé áo của chính mình trong một trận đấu tại giải vô địch châu Phi. Tuy nhiên, hành động này đã bị camera ghi lại và cái kết là anh chàng bị cấm thi đấu 2 trận. Khi đội bóng đang chiếm ưu thế thì việc câu giờ là điều không thể tránh khỏi, và đấy là cái cách mà thủ thành này đã sử dụng. Tự tin lao ra vòng cấm để cản phá, nhưng cuối cùng thủ thành Massimo Banguera của Barcelona SC không còn cách nào khác ngoài việc phạm lỗi với đối thủ. Nhân tiện thì anh chàng này cũng là người từng giả vờ ngất xỉu để tránh thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi với đối phương. Tâm lý chiến là yếu tố khá quan trọng trong cuộc đối đầu trên chấm 11m. Thủ thành này đã cố ý bước lên vị trí quá gần bóng, khiến cho bản thân phải nhận một thẻ vàng. Nhưng có lẽ chính điều này cũng làm mất sự tập trung của đối thủ, và anh chàng đã thành công cản phá được cú sút này. Cả thế giới tranh cãi rất nhiều về tình huống khi Suarez chơi như một vận động viên bóng rổ để cản một đường bóng chắc chắn thành bàn cho Ghana, giúp Uruguay tìm được cửa sống trong con đường chết tại World Cup 2010. Giờ thì chúng ta biết thêm một điều rằng, cho dù không thể ghi bàn, nhưng mà bạn có thể hoàn toàn lấy thế đè người. Quả thực không thể tỏ ra ngây thơ trong bất cứ tình huống nào, vì ngoại trừ bóng, đối thủ sẽ không quan tâm đến vẻ mặt của bạn. Tình huống tương tự này cũng từng xảy ra với Robben trong một tình huống phạt góc. Không có thời gian dành cho tranh cãi nếu đó là một quả phạt nhanh, và các cầu thủ West Ham đã tận dụng cơ hội này để Bowen sút tung lưới thủ thành Leno. Và đây là một pha phối hợp không thể chê vào đâu được, khi các cầu thủ chơi bóng với cái đầu chẳng khác nào đã được lập trình chiến thuật một cách ấn tượng. Làm một tiền vệ cánh không phải là điều dễ dàng, nhất là khi đó là cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm ở vị trí ấy. Vì đó thường là nơi tranh chấp với những màn lấn người thô bạo, mà yếu một chút là dễ bị đối phương cho ăn hành như vậy đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.